Các bác nào mệnh thủy thì nên chọn làm nội thất màu gì thì phù hợp? Các bác vào đây xem nhé. Ở khoảng cương này của anh chị. Anh chị muốn thiết kế một chiếc tủ áo. Kết hợp tủ trang trí để túi cho chị để giúp chị vừa để xô những bộ cành yêu thích và xô những chiếc túi hàng hiệu. Nên anh chị đã gọi công ty để cầu chúng tôi qua đo và tư vấn. Và đây là thiết kế của chúng tôi như sau. Chúng tôi đã thiết kế cho anh chị một chiếc tủ dài 1,9m, cao 2,4m, sâu 60cm. Ở hai bên tủ này chúng tôi thiết kế chia thành nhiều tầng để giúp chị để các túi xách hàng hiệu cho vào đây. Còn ở giữa làm khoang treo đồ giúp anh, chị treo quần áo. Và ở trong tủ chúng tôi thiết kế thêm cho anh chị khoang này chia thành các ống vuông nhỏ để giúp anh chị để các đồ trang sức. Hoặc đồng hồ thì cho gọn vào đây. Cả hai anh chị đều mệnh thủy nên chúng tôi đã thiết kế toàn bộ thân tủ làm bằng gỗ em biết cốt xanh chống ẩm của công ty An Cường Màu Ghi. Vì màu ghi là tượng trưng cho mệnh kim, kim sinh thủy sẽ rất hợp với anh chị. Và hơn nữa màu ghi dùng rất bền màu theo thời gian không bị lỗi mốt. Riêng phần cánh tủ chúng tôi đã làm cho anh chị bằng khung nhôm đen nhập khẩu mạ ở đơn giấy 2,2 ly nhôm dày nhất trên thị trường, kết hợp với kính trà cường lực 5 ly và ánh sáng đèn LED tạo nên sự hiện đại, sang trọng sáng bừng cả căn phòng. Chiếc tủ này vừa là tủ quần áo và vừa là tủ trang trí cho anh chị luôn. Các bác mệnh thủy đang cải tạo nhà muốn làm nội thất chưa biết làm tông màu gì thì hãy lưu video này lại để tham khảo làm cho nhà mình nha.